Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta bắt đầu học chương 11 của giáo trình Edito A2. Và chương này có chủ đề là Onrokrita. Động từ rokite là một ngoại động từ trực tiếp và nó có ý nghĩa là tuyển dụng. Và chúng ta cần phân biệt với một động từ khác cũng có ý nghĩa là tuyển dụng, tức là động từ embaucher, cũng là một ngoại động từ trực tiếp. Rokite là người ta bắt đầu làm một cái quá trình đi tìm kiếm, rồi xem xét, rồi quyết định để tuyển một người nào đó vào trong một cái vị trí nào đó của một cơ sở. Trong khi động từ embaucher là cái giai đoạn cuối của việc tuyển dụng, tức là chúng ta đã có sẵn hồ sơ, đã sẵn có các chi tiết và bây giờ đưa ra quyết định là embaucher người này, tuyển dụng người này vào làm việc. Như vậy, recruiter và embaucher ở trong tiếng Việt Nam đều có nghĩa là tuyển dụng, nhưng mà đây bắt đầu một cái quá trình đi tìm kiếm, xem xét, rồi đưa ra quyết định, và embaucher là đưa ra cái quyết định để đưa người đó vào trong cái vị trí làm việc đó. Và mục tiêu của chương này đó là parler de sa formation. Formation là sự đào tạo. Hãy nói về sự đào tạo của mình. Parler de ses projets professionnels. Và bây giờ nói về các cái dự án về nghề nghiệp của mình. Và écrire une lettre formelle. Viết một lá thư chính thức. Và chúng ta thấy formel là một lá thư không phải là giữa bạn bè, người thân với nhau, mà viết cho các cơ quan. Và để mở đầu chương 11 này, chúng ta bắt đầu bằng bài học về từ vựng vocabulaire, nói về việc học tập les études. Ở chương này, nếu mà các anh chị nào đang ở bên Pháp thì thấy không có gì lạ hết. Và chúng ta rất là quen với các cái từ ngữ này. Nhưng mà chúng ta cũng cần coi lại để cho một số người đang ở các nơi khác, không phải là nước Pháp. Chúng ta coi các danh từ nói về các cấp học. Le système scolaire français, hệ thống học đường của Pháp. Và chúng ta để ý đây, người ta xếp theo các cái danh từ theo thứ tự alphabet, do đó nó không có trật tự theo thứ tự của cấp học. Le baccalauréat là bằng tú tài. Le brevet de collège, collège là trường cấp 2. Như vậy sau cuối cấp 2 chúng ta có cái cuộc thi cuối cấp. Le brevet de collège. Le collège là trường cấp 2. L'école maternelle. Tính từ maternelle là thuộc về người mẹ. L'école maternelle là trường mẫu giáo, tức là thay mẹ để dạy cho các cháu bé. L'école primaire là trường tiểu học. Le lycée là trường cấp 3. Và l'université là trường đại học. Như vậy chúng ta vừa mới nói là các từ ngữ này được xếp theo thứ tự alphabet, do đó nó không có theo thứ tự của các cấp học. Và bây giờ chúng ta qua câu hỏi số 1 để chúng ta tìm hiểu các trật tự của các cấp học. Complétez le tableau avec les mots du système scolaire français. Đây là một cái bảng đang còn nhiều chỗ trống. Chúng ta hãy bổ túc các cái chỗ này bằng các từ vựng, các cái chữ tìm thấy ở trong système scolaire français, hệ thống trường học Pháp. De 3 ans à 6 ans, từ 3 tuổi tới 6 tuổi, thì chúng ta vào đưa con em vào trường mẫu giáo, l'école maternelle. Chúng ta nói ở bên cạnh École maternelle là trường mẫu giáo, trường thay mẹ để dạy cho các cháu bé ở trong độ tuổi từ 3 cho tới 6 tuổi. Và trong độ tuổi này chúng ta có các cái cấp bậc. Số 1 là La Petite Section, số 2 là La Moyenne Section, số 3 là La Grande Section. Section có thể tạm dịch là một đoạn, một phần. Đây là phần nhỏ, rồi phần trung, rồi phần lớn. Ở Việt Nam của chúng ta thì gọi cái này là mầm, rồi chồi, rồi lá, theo cái độ tuổi từ nhỏ cho tới lớn hơn. Kế tiếp, từ 6 ans à 11 ans, từ 6 tuổi cho tới 11 tuổi, thì chúng ta thấy các cháu ở đây là đi vào trường tiểu học, l'école primaire. L'école primaire. Trường tiểu học thì chúng ta có những cấp lớp như thế sau. Nhỏ nhất là lớp CP, kế tiếp là lớp COA, và kế tiếp là CO2, rồi lên CME, và sau cùng là CM2. Như vậy có tất cả là 5 lớp. Và tương ứng như với lớp 1 cho tới lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 của trường tiểu học ở Việt Nam. Và bây giờ chúng ta xem CP, CO,
CM viết tắt từ chữ gì? CP là cua preparatoire. Và tạm biệt đến chỗ này. CP là cua preparatoire. Preparatoire là lớp dự bị, lớp để chuẩn bị. Kế tiếp chúng ta có chữ CO. CO là vẫn là cua. CO được viết tắt từ cours élémentaire. Élémentaire chúng ta có thể dịch là cấp sơ cấp á, nhưng mà ở đây vẫn là ở trong tiểu học. Élémentaire 1, élémentaire 2. Và sau cùng chúng ta có CM1, CM2. CM là cua moyen, moyen là trung bình. CM là cua moyen. Rồi có cấp 1, cấp 2. Như vậy chúng ta vừa nói lớp 1 là CP, tức là cua préparatoire, lớp là dự bị. Lớp 2 là COA, lớp 3 là CO2, CO là cua élémentaire. Và lớp 4, lớp 5 là CMA, CM2, CMA là cua moyen A. Và CM là cua moyen 2. Nhưng ở bên Pháp người ta không nói đầy đủ chữ như thế này. Người ta nói là cháu bé này vào lớp CP, cháu bé kia vào lớp COA, CO2, rồi anh chị của nó là CMA, CM2. Người ta cũng nói viết tắt như thế này. De 11 ans à 15 ans. Sau tuổi học, sau lớp tiểu học thì chúng ta biết là lên cấp 2. Trường cấp 2 là Le Collège. Collège là trường cấp 2. Và chúng ta cũng để ý nếu mà chúng ta so sánh với hệ thống của bên Pháp thì College ở bên Pháp thì là sau lớp 12. Ở đây Collège là sau tiểu học, từ 11 tuổi cho tới 15 tuổi. Và chúng ta có 6e là lớp 6, 5e là lớp 7, 3e là lớp 8 và 4e lớp 9, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Là 6e, là 5e, là 4e, là 3e. Và sau cuối cấp 2 thì chúng ta có một cái văn bằng, gọi là văn bằng Brevet de Collège, tốt nghiệp cơ sở. Brevet de Collège. Trong độ tuổi kế tiếp, lớn hơn từ 15 tuổi cho tới 18 tuổi, de 15 ans à 18 ans, và chúng ta có tên của cấp này là trường cấp 3, le lycée. Trường cấp 3 gồm có 3 cấp lớp, lớp 10, lớp 11, lớp 12, lớp 10 là la seconde, lớp 11 là la première, và lớp 12 là la terminale, terminale là lớp chấm dứt. Và sau lớp 12 thi tú tài thì chúng ta có bằng tú tài Le Baccalauréat. Le Baccalauréat. Và người ta thường thường viết tắt là Le Bac. Như vậy chúng ta thấy đây là hệ thống giáo dục của Pháp. Phần số 2, production orale, là phần chúng ta phải soạn bài nói. Est-ce le même système dans votre pays? Và đây có phải là cái hệ thống giống trong lớp trong quốc gia của bạn hay không, thì chúng ta thấy giống hệt ở bên Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy là lớp Việt Nam thì trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi đi vào trường mẫu giáo thì có lớp lớp chồi, lớp mầm, lớp lá, rồi lên tiểu học chúng ta cũng có 5 cấp lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Rồi lên trung học cấp 2 chúng ta cũng có 4 cấp lớp, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Rồi lên cấp 3 chúng ta cũng có 3 cấp lớp, lớp 10, lớp 11, lớp 12, rồi cũng thi tú tài. Và đây còn một phần nữa ở cuối này. La licence, le master, le doctorat, từ cử nhân cho lên tới cao học, cho lên tới tiến sĩ. Chúng ta thấy đây là l'université. L'université. Và cấp độ đại học này thì chúng ta thấy có sự khác biệt với hệ thống giáo dục ở bên Việt Nam chúng ta. Licence ở bên Pháp là 12 cộng 3, sau 12 năm học
tú tài á, thì lên 3 năm nữa là ra cử nhân, rồi thêm 1 năm nữa là lên master, rồi sau đó làm những năm về tiến sĩ. Như vậy cử nhân ở Việt Nam chúng ta thường thường là 4 năm, cao học là 2 năm, với cái số năm học ở Việt Nam nhiều hơn. La scolarité được dịch là thời gian học, việc theo học. Chúng ta cũng lại có các từ ngữ được xếp theo thứ tự alphabet. Trước hết chúng ta có động từ apprendre. Động từ apprendre có nhiều nghĩa. Ở đây chúng ta đang nói việc đi học, thì đây là một ngoại động từ trực tiếp, là verb VT, có nghĩa là học. Ở vì bên cạnh đó chúng ta cũng thấy việc đi dạy cũng là apprendre, dạy cái gì cho ai. Học cái gì cũng là apprendre, dạy cái gì cho ai cũng là apprendre. Ở đây chúng ta chỉ sử dụng ý nghĩa thứ nhất là đi học. La classe là lớp học, le cours là một giờ học, l'auditoire là thời khóa biểu. Trong một tuần các em học sinh hay các sinh viên có những thời khóa biểu mà theo đó mà thực hành biểu thời khóa, xin lỗi, thời khóa biểu. Và trong thư pháp là l'emploi du temps. L'emploi là sự việc sử dụng thời gian. Và bây giờ động từ kế tiếp là động từ enseigner. Động từ enseigner cũng là một ngoại động từ trực tiếp, cũng có nghĩa là dạy, nhưng mà nó có nghĩa rộng hơn là apprendre. Apprendre là chúng ta đi học cái gì cụ thể, trong khi enseigner là dạy, thì dạy toàn diện. Chúng ta gọi là giáo huấn, dạy nhiều thứ chứ không phải chỉ dạy chữ. La leçon một bài học, la matière là một môn học. Dù là cấp nhỏ hay cấp trung bình hay cấp lớn hơn thì cũng có nhiều môn học, mỗi môn học gọi là une matière. Obtenir un diplôme, diplôme là một văn bằng, obtenir là có được, động từ obtenir là có được cho mình sau một thời gian cố gắng làm cái gì thì mới obtenir. Rồi chúng ta muốn có diplôme này, muốn có cái văn bằng này thì phải học nhiều năm. Rồi chúng ta muốn có visa thì cũng phải làm nhiều thủ tục để xin visa. Và sau khi có được thì chúng ta dùng động từ obtenir. La rentrée, đây là danh từ đồng nghĩa cùng gia đình với động từ rentrée. Rentrée là đi về nhà mình. Đi rentrée là ngày khai giảng, trở về trường, ngày tựu trường hay là ngày khai giảng. Ngày khai giảng hay là ngày tựu trường cũng vậy. Và bây giờ nói về các nhân vật, những con người. Le bachelier hoặc là la bachelier là các em học sinh đã đậu tú tài. Ở đây chúng ta thấy cùng gia đình với le baccalauréat. Baccalauréat là bằng tú tài. Bachelier, một em học sinh đã có bằng tú tài. Phái nam, la bachelier, một nữ sinh đã có bằng tú tài. L'élève là học sinh. L'enseignant hoặc l'enseignant là giáo viên, nhà giáo. Ở Việt Nam chúng ta có ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam đó. Journée des enseignants vietnamiens. Journée, ngày nhà giáo, des enseignants vietnamiens. L'étudiant, nam sinh. L'étudiant là nữ sinh. Đây là sinh viên đó. Nữ sinh viên. La professeur là giáo viên. Ở đây chúng ta cũng để có một cái sự xác định. Trong hệ thống giáo dục của Pháp thì các thầy cô giáo từ cấp 2 đổ lên thì được được gọi là le professeur phái nam hoặc là la professeur phái nữ. Ở cấp tiểu học thì gọi là l'instituteur. L'instituteur là phái nam hoặc là l'institutrice là phái nữ, các cô giáo trường tiểu học. Còn từ cấp 2 đổ lên thì gọi là professor. Ở bên Việt Nam chúng ta thì không thể dùng như vậy được. Ở bên Việt Nam chúng ta chỉ là các cái chức danh do nhà nước phong tặng. Câu số 3, dites si c'est vrai ou faux et corrigez les erreurs. Các bạn hãy coi các câu bên dưới rồi xem nó đúng hay sai, và nếu sai thì hãy sửa lại. A, les étudiants vont à l'école primaire. Các sinh viên thì đi vào trường tiểu học. Ở đây hoàn toàn là sai, trường tiểu học chỉ có các cháu bé thôi. Và đây các sinh viên thì đi vào vont à l'université. L'université. Các sinh viên thì đi vào trường đại học. Câu B, un bachelier est une personne qui a obtenu son bac. C'est vrai, đây là đúng rồi. Bachelier là một người đã
lấy được bằng tú tài. Để chúng ta để chỗ này là phre này. Cô sê Léa a 11 ans, em va entrer au lycée. Léa năm nay lên 11 tuổi. Cô bé này sắp sửa đi vào trường cấp 3, thì đây là một sự sai lầm sơ phô. Cô ta chỉ có thể đi vào trường collège. Elle va entrer au collège, trường cấp 2. Đây là rentrée des classes. Rentrée chúng ta nói ở bên trên đó, là tựu trường, ngày khai giảng. Ngày khai giảng a lieu après les vacances d'été. Ngày khai giảng diễn ra, avoir lieu là diễn ra, après là sau, les vacances d'été, sau kỳ nghỉ hè. Thì đây là một phát biểu đúng, c'est vrai. Và câu cuối cùng ơ, l'étudiant enseigne, ở bên trên chúng ta thấy động từ enseigne là dạy học. Em sinh viên này không thể dạy học được, l'étudiant là một sinh viên không dạy học, mà sinh viên apprend. Vẫn ở trong giai đoạn học tập. Apprend. Kế tiếp, les études supérieures. Đây không phải là dịch là cao học, mà là trình độ đại học. Les études supérieures. Avoir bac plus 3, bac plus 4. Chúng ta quen với cái khái niệm ở bên Pháp, người ta gọi là bac plus 3, plus là cộng thêm. Đã có bằng tú tài, tức là sau 12 năm học tập, cộng thêm 3 năm nữa, thì đây là cử nhân. Avoir le bac plus 3. Như vậy có bằng cử nhân. Avoir bac plus 4, có bằng cao học. Faire des études là học hành. La faculté, thường thường được viết tắt là La Fac, là một phân khoa, một trường đại học. La faculté, La Fac de sciences, phân khoa khoa học. La Fac de lettres et sciences humaines, là lettres là văn chương, science là khoa học, humaine là khoa học về con người, tức là khoa học nhân văn, khoa học về văn chương và phân khoa về văn chương và khoa học về nhân văn. La Fac de médecine de droit, etc. Phân khoa về y học và phân khoa về luật, etc. là còn nữa. L'école de commerce, trường thương mại. Để chúng ta đừng hiểu trường là một cái trường phổ thông, đây là trường cao cấp, trường ở trình độ đại học. L'école de commerce, trường này rất có giá trị. Les grandes écoles, là grand là lớn, les grandes écoles là không phải những ngôi trường lớn, bề thế, có nhiều phòng ốc. Les grandes écoles là hệ thống giáo dục cao nhất của Pháp, các trường ưu tuyển đó. Ở đây đi vào các trường này thì có một sự thi tuyển rất là gắt gao. Chúng ta gọi là gần như là các trường đại học nổi danh đi. S'inscrire à l'université, động từ s'inscrire là ghi danh vào đại học. Ở trong câu số 4, người ta yêu cầu chúng ta hãy nối kết mỗi phân khoa này với cái logo của nó, La Fac de Géographie. Thì chúng ta thấy rõ ràng La Fac de Géographie là cái hình này. Hình này có trái địa cầu. Rồi B, La Fac de Linguistique. Linguistic là về ngôn ngữ học. Về ngôn ngữ học thì chúng ta thấy có cái logo này. Ở trong này chúng ta thấy có A từ tới Z này. Rồi La Fac d'Histoire. La Fac d'Histoire. Ở đây chúng ta thấy có sách vở. Rồi cái thời gian đây này. Thời gian cái hạt cát đó. Cái đồng hồ cát là nói về thời gian. Như vậy đây là nói về lịch sử. Và sau cùng La Fac d'Informatique. Informatique là về tin học. Le diplôme là văn bằng. Le baccalauréat được viết tắt là Le Bac, bằng tú tài. La licence, bằng cử nhân. Après 3 ans d'études, sau 3 năm học, tức là Bac plus 3. Le master 1, Bac plus 4. Là cao học năm thứ nhất là Bac cộng với 4 năm, Bac plus 4. Le Master 2, Bac plus 5, là cao học 2. Và le Doctorat, Bac plus 8, sau tú tài học thêm 8 năm nữa để lấy bằng tiến sĩ. L'évaluation là việc lượng giá, định lượng, l'évaluation. Avoir son examen, hoặc là réussir son examen. Réussir là thành công, hoặc là avoir là có. Là đây là hai cách nói là, để nói là đã thi đậu. Réussir son examen, đi thi và đã đậu. Ngược lại, rater son examen,
là thi trượt. L'examen là một kỳ thi, passer un examen hoặc là présenter un examen là đi thi, la note là điểm số, le résultat là các kết quả, le test là một bài trắc nghiệm. Và phần số 5, complétez le test avec les mots suivants. Chúng ta hãy dùng các từ ngữ sau đây: résultat là kết quả, raté là hụt, réussir là thành công, note là điểm số, passer là trải qua, để điền vào bài bên dưới. Salut Joe, xin chào Joe, je vais, tôi sắp sửa passer mes deux derniers examens de licence demain. Ngày mai mình sẽ đi thi hai cái kỳ thi cuối của cấp cử nhân. Vậy chúng ta dùng động từ passer, passer mes deux derniers examens. Passer là đi thi. J'espère que je vais les, tôi hy vọng là tôi sẽ đậu. Je vais les réussir. J'espère que je vais les réussir. Thi đậu đúng. Je ne dois absolument pas les, tôi không được phép. Động từ devoir là phải và phủ định của nó là không được. Tôi không được phép thi trượt, les rater. Rater là hụt, là trượt một cái thi, rater. J'ai besoin d'obtenir de bonnes notes. Tôi cần phải có những cái điểm số cao. Bonnes notes là những cái điểm số cao. De bonnes notes. Je voudrais m'inscrire en master 1. Tôi muốn ghi danh vào cấp cao học 1. Et c'est très sélectif và có một cái sự chọn lựa rất là gắt gao. Les, ở đây chúng ta là les résultats seront affichés dans le hall de la fac à la fin du mois. Các cái kết quả sẽ được niêm yết ở trong cái phòng chính của phân khoa vào cuối tháng này. Tu viens avec moi, bạn đi với tôi không? Je te laisse à très bientôt. Je te laisse là bây giờ tôi để bạn lại, tức là một cách nói để từ giã. Je te laisse. Les résultats, chỗ này là chữ résultat, là kết quả. Tôi xin lỗi đánh máy như thế này thì không rõ lắm. Nếu chúng ta không nhận diện ra thì xin nhìn vào bên trên là passer. Je vais passer deux derniers examens de licence demain. J'espère que je vais les réussir. Je ne dois absolument pas les rater. J'ai besoin d'obtenir de bonnes notes. Les résultats sont affichés dans le hall de la fac à la fin du mois. Tu viendras avec moi? Je te laisse à très bientôt. Như vậy đây là hình thức của một cái email của một người bạn tên là Danny viết cho một người bạn của mình tên là Joey. Xin chào tất cả mọi người.